trụ hòa nhân tâm. Đời gian lao khó khăn vững vàng một niềm tin mến, hằng cầy trong ơn Chúa và mẹ dẫn đưa vào ngày tôn vinh mẹ vô nhiễm nguyên tội. Núi cuối đất mai giờ đón con xin cuối mình, qua chung câu hát tâm tình dâng lên mẹ cao sang phúc vinh. Chúa dưỡng nuôi con dưới trọn tình thương mến, suối ngọt ân tình của mẹ hiền nâng niu. Lời kinh con thiết tha dâng mẹ trọn niềm yêu mến, dùng đồi cao đất mới qua muôn tiếng cảm tạ hồng ân. Núi cuối đất mới là tình thương Thiên Chúa không dời, ngàn hồng ân bao phủ đất trời, xin tôn vinh mẹ vô nhiễm nguyên tội. Núi cuối đất mai giờ đón con xin cuối mình, qua chung câu hát tâm tình dâng lên mẹ cao sang phúc vinh. Cha tổng đại diện giáo phận Bùi Chu, quý cha quản hạt,
quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy đại chúng viên, quý thân nhân đức cha chánh Nam Minh, quý chức đại diện ban hành giáo, quý tác giả tham dự giải và toàn thể quý vị. Trong bầu không khí tưng bừng rộn rã đầy ắp niềm vui của ngày kỷ niệm 10 năm hồng ân giáo hội của đức cha chánh Nam Minh, chúng con rất vinh dự được về trên kỷ niệm trao phó vai trò MC trong chương trình của buổi lễ trao giải văn hóa nghệ thuật đất mới năm 2014. Đây quả là một cơ duyên rất hiếm có, một cơ duyên mà chúng con tin duyên này đích thị duyên trời, lòng này cũng bởi lòng trời mà ra. Với tâm tình yêu mến và biết ơn, trước hết chúng con xin cúi đầu dâng lên quý cha, quý ông tổng đại diện, quý cha và toàn thể quý vị lời chào rất trân trọng và tâm tình đầy thảo kính của chúng con. Kính thưa quý vị thân mến, hiện diện trong buổi lễ trao giải văn hóa nghệ thuật đất mới năm 2014 hôm nay có rất nhiều các vị khách quý với nhiều vui sướng và hân hoan. Giờ đây chúng con xin được trân trọng giới thiệu. Trước hết chúng con xin trân trọng giới thiệu đức cha Nam Minh Thích Chu Trinh, giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc. Chúng con trân trọng giới thiệu đức cha Giuse Lê Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, chủ tịch ủy ban giáo dục công giáo của hội đồng giáo hội Việt Nam. Trong buổi lễ trao giải văn hóa nghệ thuật đất mới hôm nay còn có sự hiện diện quý báu của đức ông Minh Sơn Đặng Văn Tú, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc. Chúng con trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý chức ban hành giáo và quý khách mời trong giáo phận. Đặc biệt, chúng con hân hạnh giới thiệu sự hiện diện của các tác giả tham dự giải văn hóa nghệ thuật đất mới năm 2014. Và giờ đây, để bắt đầu chương trình, chúng con xin trân trọng kính mời quý đức cha, đức ông, quý cha và toàn thể quý vị cùng đứng để xin Chúa Thánh hóa cho buổi trao giải sáng tác văn hóa nghệ thuật đất mới năm 2014.
Giáo phận Sơn Lộc năm thành 1976.
Ngài đã từng làm giám đốc truyền thông của giáo phận xuất bản tờ thông tin hàng ngày. Trong thời kỳ đổi mới, từ năm 1990, Ngài đã được Đức Cha Cố Phaolô Maria đặt làm trưởng ban xây dựng kiến thiết tượng đài Chúa Kitô Vua núi Cao Phủng và trung tâm hành hương Đức Mẹ Vải Dâu cung tập. Một đời tiết mục tham gia vào các lĩnh vực văn hóa nhiều đề độ, nó trở thành máu thịt, thành cách ứng xử của Ngài. Vì vậy, con người dịu dàng đầy nét nhân văn ấy đã có một thời được gọi là cha chín ngọt ngào của giáo phận Xuân Lộc. Con người ngọt ngào ấy được tấn phong giám mục vào ngày 11 tháng 11 năm 2001 tại chính giáo xứ Trịnh Toàn, Ngài Phan Quang Sóc. Hôm nay được đủ 10 năm, Ngài đã nhập sứ phụ mục tử, một vị chủ chắc cả đời quan tâm nhiều vấn đề văn hóa, thì đường hướng phục vụ của Ngài chắc chắn đang đậm nét nhân văn, làm nên cách thức truyền giáo mới mà Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 13 đã chọn Tân Phúc Âm Hóa để thông truyền Đức Tin Kitô giáo. Thật ra, trong việc loan báo tin mừng, dù ở thời nào Đức Giêsu Kitô vẫn là một hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Thế nhưng, Hội Thánh muốn chúng ta phải đổi mới trong cách diễn tả Đức Tin để như Tông huấn Giáo hội Hải Hà Châu hướng dẫn, phải làm cho Đức Tin Kitô giáo trở nên một thành phần của di sản văn hóa dân tộc. Vì thế, phải trình bày thế nào để con người thời nay có thể hiểu và lĩnh hội sự nghiệp phúc âm mà một cách gần gũi và thân thiện là trình bày Đức Kitô qua cửa ngõ văn hóa và nghệ thuật. Ý thức như vậy nên trong 10 năm giám mục, lực lượng phục vụ của Đức Cha La Mê đã chú trọng đến những nét văn hóa. Thứ nhất, xây dựng những con người và cộng đoàn Kitô có nhân cảm và đạo đức. Trước một xã hội tìm cách đánh phá Đức Tin của chúng ta về nhiều mặt, nhất là mặt tư tưởng, thì giáo phận chúng ta quan tâm đến việc huấn giáo và giáo dục Đức Tin cho mọi thành phần dân Chúa, nhất là giới trẻ và các gia đình. Khi trong trường học, học sinh được giáo dục rất kỹ về chủ nghĩa duy vật vô thần và thái độ chống tôn giáo và những yếu tố suy đồi đạo đức đang tạo nên của xã hội bắc bại tận gốc rễ, thì Đức Giám mục của chúng ta để cao việc canh tân đời sống Đức Tin hoặc sống và loan báo tin mừng. Khi một xã hội chỉ biết thu lợi an thân và ích kỷ, thì Ngài xây dựng mô hình gia đình và giáo xứ cộng đoàn yêu thương, tiếp nối truyền thống kinh thánh đào tạo nhân sự và truyền thống văn hóa Việt Nam cần những sĩ phu để giữ vững kỷ cương xã hội. Ngài đã mở đại chủ tiệc đào tạo linh mục, chính Ngài đã truyền chức cho 3 Đức Giám mục và hơn 200 linh mục, và Ngài đã đoàn ngũ hóa sinh hoạt các hành giáo các giới và các đoàn thể. Giáo phận có hơn 10.000 quý chức các hành giáo và 40.000 đoàn viên các đoàn thể. Các khóa thường huấn huấn luyện của các thành phần dân Chúa luôn giúp mở rộng kiến thức Đức Tin và khả năng phục vụ cộng đoàn. Đường lối phục vụ mà Đức Cha La Mê tiếp nối các giám mục tiền nhiệm góp phần xây dựng văn hóa Công giáo trong lòng văn hóa dân tộc. Những nét văn hóa Việt Nam nhiều điều phủ lấy gia cư, hoặc là một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, đang cùng với giáo lý Công giáo làm nên đời sống nhân ái rất đẹp trong lòng xã hội Việt Nam, chẳng hạn như chương trình tập quán sẻ chia hay chương trình văn hóa an toàn giao thông và môi trường đang được giáo dân phổ biến. Đặc biệt, nét văn hóa Việt mà Ngài quan tâm đưa vào trong việc tổ chức sinh hoạt hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Đà Châu khoảng 1 năm 2012 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc được các Đức Giám mục Đà Châu hài lòng và đánh giá cao. Thứ hai, xây dựng văn hóa Công giáo ở lĩnh vực văn chương. Ông Lê Đình Đạt trong cuốn Văn học Công giáo Việt Nam Điểm chặng đường đã có nhận xét trong lĩnh vực văn chương các tác phẩm truyền Công giáo của chúng ta
ta mới chỉ có trên đầu ngón tay. Gần đây, những tác phẩm của tác giả Song Nguyễn, quốc danh của Đức cha Dani, đã thực sự đóng góp cho sự phát triển của văn chương Công Đạo. Đến nay, tác giả Song Nguyễn đã ghi 11 tác phẩm gồm truyện dài, truyện ngắn, tác giả gọi chung là tủ sách đời dân hiến. Hầu hết những tác phẩm này theo tác giả đã được viết vào thời gian trước sau năm 1975, là thời gian mà công nghiệp phục vụ đang bị đóng khung. Chúng ta có thể kể tên những tác phẩm truyền dài như Đất Mới Ba Tập, Một Đời Dân Hiến, Đồng Hành, Tình Hướng, Chỉnh Hướng và Đồng Cỏ Xanh. Cùng với năm tập truyền ngắn khác đã được xuất bản là Chuyến Xe Về Trời, Còn Một Niềm Tin, Suối Buồn, Người Cha Hiền và Mẹ Yêu Của Con. Ngoài việc sáng tác, chính Đức cha Đa Minh còn cổ vũ những người khác đi vào lãnh vực văn hóa, như là bước vào một biên cương mới của công cuộc truyền đạo. Từ năm 2010, giáo phận Xuân Lộc đã công bố giải thưởng sáng tác văn hóa nghệ thuật đất mới và được phát hàng năm vào ngày 11 tháng 11 với nhiều hình thức thể loại văn học nghệ thuật khác nhau như văn, thơ, nhạc, kịch, nhằm phản ánh các mặt đời sống nhân bản và công đạo, dành cho tất cả mọi người có nhiệt tâm xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tỉnh Hương An Giang. Hôm nay là ngày trao giải văn hóa nghệ thuật đất mới lần thứ tư, có 21 tác giả đoạt giải trong 5 thể loại văn chương, thơ, truyện ngắn, truyện dài, kịch và ca khúc. Thứ ba, Ngài đã xây dựng các công trình tôn giáo góp phần làm đẹp cho đất nước. Từ cuối thế kỷ 19, cha Trần Lục đã xây nhà thờ Phát Điện, hay chính nhà thờ Vũ Nhai, quê hương của Đức cha, đã xây vào thập niên 1930 của thế kỷ 20, và rất nhiều nhà thờ khác là hãnh diện cho nền kiến trúc công giáo tại Việt Nam. Ngay từ khi làm giám mục, do nhu cầu sinh hoạt và phát triển của giáo phận thúc đẩy, Ngài đã nghĩ ngay đến việc xây dựng lại tòa giám mục, xây mới đại chủ viện với quy mô lớn để phục vụ hội thánh. Cơ sở chúng ta thấy hiện nay có tới 8 khối nhà với một quy mô xây dựng hoành tráng. Có thể nói công trình tôn giáo này đã thành niềm tự hào cho Đồng Nai và cả nước. 10 năm là một thời kỳ dài, nhưng lại là một thời gian tuyệt vời để xây dựng những công trình nói trên và còn xây thêm được nhà thu giữ linh mục trường trung cấp nghề Hòa Bình. Đó là chưa kể nhiều dụng nhà thờ, những cơ sở phục vụ, những công bằng các dòng tu trong giáo phận được làm mới lại rất nghệ thuật và có giá trị kiến trúc. Cho đến nay, Ngài vẫn còn ấp ủ một thao thức là xây dựng một trung tâm đức mẹ tại núi Cùi, xã Gia Lâm, một huyện Thống Nhất trong giáo đảng Gia Kiệm, trên một ngọn núi mà độ cao 190 mét so với mặt nước biển và trên một quy mô rộng hơn 90 hecta. Công việc đang bắt đầu và một thời gian nữa sẽ là một công trình văn hóa nghệ thuật tôn giáo có tầm cỡ tại Việt Nam. Trọng kính quý đức cha, đức ông tổng đại diện, quý cha, quý khách. Đạo Công giáo đã được truyền vào Việt Nam từ khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 16 và cho đến nay đã có một lịch sử trên 400 năm. So với Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo thì đạo của chúng ta đến muộn. Tuy nhiên văn hóa đạo vẫn có một chỗ đứng nhất định trong nền văn hóa Việt Nam. Dưới sự chăm sóc mục tử của Đức cha Đa Minh, nếp sống trang hoàng tình làng nghĩa xóm của người giáo dân và những sinh hoạt lễ hội mang nội dung đạo càng ngày càng gần gũi với đồng bào tại các địa phương. Những công trình kiến trúc tôn giáo như tòa giám mục, đài chủ điện, nhà tu dưỡng linh mục, trường nghề Hòa Bình đã trở thành một biểu tượng của sự phát triển xã hội trong thời đại mới. Các tác phẩm văn chương của tác giả Song Nguyễn cũng đang hòa nhập với nhịp thở của dân tộc
và trở thành một bài văn chương tôn giáo. Từng dòng chữ ở đây đã trở thành lời giao truyền và từng nhân vật ở đây đã trở thành chính ta. Ngài là một đời và Ngài cũng là người viết văn. Vì thế chứng từ văn hóa tôn giáo của Ngài tại sông Đồng, dù là vật thể hay phi vật thể, thực sự là đóng góp cho sự phát triển xã hội, nhất là về mặt tinh thần, tư tưởng và đức tin. Ngày nay, giáo hội Việt Nam đang rất cần những trí thức tôn giáo, cần những nhà nghiên cứu trên mọi lĩnh vực để góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Trường hợp Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, vì chủ trang nhân hiền của giáo Phật, nhờ uy tín và tầm ảnh hưởng của Ngài, nhất là nhờ tất cả vì tình yêu Đức Kitô, chúng ta tin Ngài sẽ đẩy hiệu quả tốc độ trong văn chương và văn hóa thành một phương thức tân phúc âm hóa trong thời đại hôm nay. Đặc biệt trong tương lai, khi Ngài hoàn tất việc xây dựng trung tâm Đức Mẹ Núi Núi, chúng ta sẽ hãnh diện có một công trình văn hóa tôn giáo tầm cỡ trong khu vực, góp phần với việc phát triển xã hội tại Việt Nam. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý đức cha, đức ông, quý cha, quý tu sĩ và tất cả mọi người đã cùng chia sẻ với chúng con suy tư này. Chúng con xin chân thành cảm ơn cha quản Hạ Xuân Lộc đã có đôi lời để cảm ơn 10 năm giám mục của đức cha Chính Gia Minh. Một đời hồng ân, một đời tri ân, vì hồng ân số 3 cũng không bao giờ đủ. Lời tri ân cho hồng ân 10 năm giám mục hòa chung với chiều trái tim của giáo phận trong năm thánh mừng Kim Khánh, dẫn chúng ta bước đi trên con đường đức tin mà đức cha Chính Gia Minh đã chọn, canh tân đời sống đức tin để xây dựng gia đình và giáo xứ trở thành gia đình của Thiên Chúa. Đây chính là con đường đã dẫn dắt giáo phận trong 4 năm qua, và hôm nay bước vào năm thứ 5, năm cuối cùng của kế hoạch ngũ niên mừng năm thánh Kim Khánh Giáo Phận 2015. Vũ khúc Một Đời Tri Ân do quý vị hội dòng vị thánh giá Xuân Lộc trình bày sau đây sẽ nói lên tâm tình này. Thank you.
xin cảm ơn những gì hội giàu cái thánh giá Xuân Lộc đã cống hiến một tiết mục múa thật xuất sắc và giàu ý nghĩa. Kính thưa quý vị, khép lại phần một, phần chúc mừng Đức Cha Tránh Nam Minh nhân kỷ niệm hồng ân 10 năm giáo mục của Ngài. Giờ đây là phần trao giải văn hóa mới năm 2014. Giải văn hóa nghệ thuật đích mới được bắt đầu từ năm 2011 do Đức Cha Tránh Nam Minh khởi xướng với ước muốn xây dựng những giá trị văn hóa nghệ thuật Công giáo nơi cộng đồng Thiên Chúa, đã tạo nên sân chơi bổ ích cho các tác giả, cho những văn nghệ sĩ trong và ngoài giáo phận. Lần trao giải thứ tư này cũng nhằm ngày kỷ niệm hồng ân 10 năm giám mục của Đức Cha Tránh David. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Cha Tránh David trao kỷ niệm chương cho Đức Cha Giuse giám mục phụ tá giáo phận Xuân. Chúng con gửi đến Đức Cha trao kỷ niệm chương cho Đức ông tổng đại diện, cha nguyên trưởng ban văn hóa, cha trưởng ban truyền thông, cha Lưu Kim trưởng ban văn hóa và thầy Vitae Bùi Công Huấn thư ký ban văn hóa giáo phận. Kỷ niệm chương này cũng được ban tổ chức mặt Đức Cha trân trọng trao tặng quý cha quản hạt, các vị quý và các tác giả tham dự giải. Một lần nữa xin quý vị dành một tràng pháo tay thật dài và thật nồng nhiệt để cảm ơn Đức Cha Tránh Nam Minh về món quà quý giá và đầy ý nghĩa này. Giải thưởng văn hóa nghệ thuật đất mới năm nay được ghi nhận đã có những thành quả đáng mừng về số lượng cũng như chất. Sau đây chúng con trân trọng kính mời cha Phaolô Đoàn Công, trưởng ban văn hóa giáo lên báo cáo giải khóa nghệ thuật đất mới năm 2014. Trọng kính Đức Cha Đa Minh giám mục giáo phận Xuân Lộc, trọng kính Đức Cha phụ tá Giuse trên Đức Đào, kính thưa cha tổng đại diện Vinh Sơn, kính thưa quý cha quản hạt, quý cha quý đệ tử, quý tu sĩ nam nữ, anh em tụng sinh, các tác giả và tất cả quý vị. Trước hết cho phép con đại diện cho ban văn hóa và ban truyền thông giáo phận gửi đến quý đức cha, đức ông Vinh Sơn, quý cha và toàn thể quý khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý đức cha và quý vị, cứ vào dịp mừng lễ kỷ niệm tấn phong giám mục, Đức Cha Chính Đa Minh lại cho phép ban văn hóa phối hợp cùng ban truyền thông tổ chức lễ trao giải sáng tác văn hóa nghệ thuật đất mới vào chính ngày kỷ niệm của Đức Cha ngày 11 tháng 11. Và hôm nay là lễ trao giải sáng tác văn hóa nghệ thuật đất mới lần thứ tư năm 2014. Khởi đi từ năm 2011 với ước muốn xây dựng những giá trị văn hóa nghệ thuật Công giáo nơi cộng đồng dân Chúa, Đức Cha giáo phận đã khai sáng và lời hứng để ban văn hóa phối hợp với ban truyền thông tổ chức giải văn hóa nghệ thuật đất mới đến đây đã được 4 mùa hoa trái. Đặc biệt năm nay giải văn hóa nghệ thuật đất mới, ngoài những chủ đề về đất mới, các tác giả còn tập trung vào các chủ đề lấy cảm hứng từ các sự kiện thời sự về Kim Khánh thành lập giáo phận, về trung tâm Đức Mẹ Vô Nhiễm Núi Cuối, về kỷ niệm 10 năm giám mục của Đức Cha Đa Minh, như bài ca Kết Dệt Luôn Tâm Tình, Ơn Chúa Như Hoa Trái Đầu Mùa Ngát Hương Dâng Lên Mẹ, như quà tặng dành cho Đức Cha Đa Minh nhân kỷ niệm 10 năm tấn phong giám mục. Có thể nói giải văn hóa nghệ thuật đất mới mở ra trên hành trình giáo phận
hướng về kim khánh nhân kỷ niệm 50 năm thành lập là một nỗ lực phục vụ nhỏ bé hòa vào dòng chảy chung lớn lao của giáo phận và giáo hội. Sự phát triển của giải trong 4 năm qua, nhất là năm nay, là một kết quả đáng mừng. Cụ thể, số lượng tác phẩm dự thi năm nay về thể loại văn có 28 tác phẩm, về thơ có 277 tác phẩm, về ca khúc có 70 tác phẩm. Giải đã quy tụ được ngày càng nhiều tác giả công giáo thuộc các thành phần khác nhau, có những linh mục, tu sĩ chúng sinh, có những giáo viên, văn sĩ, nhạc sĩ sáng tác và các giáo nhân thuộc nhiều thành phần, nhiều thế hệ khác nhau. Giải không những thu hút các tác trong giáo phận xuân lập mà có sự góp mặt của các tác giả ở ngoài giáo phận như Con Tum, Quy Nhơn, Sài Gòn, Đà Nẵng. Tuy khác nhau về tuổi tác, trình độ, nhưng tất cả đều có chung một ước mơ, một lý tưởng là xây dựng giá trị văn hóa nghệ thuật công giáo nơi cộng đồng dân Chúa, nhằm làm vinh danh Thiên Chúa và ước mong chia sẻ những ưu tư phục vụ văn hóa với anh em mình. Nhận xét chung về nội dung, các tác phẩm tham gia giải văn hóa nghệ thuật Đức Mới năm nay có nội dung phong phú đa dạng, phản ánh sôi động các mặt của đời sống xã hội, giáo hội, nhất là vấn đề thời sự 50 năm thành lập giáo phận và thành lập trung tâm Đức Mẹ Vô Nhiễm Núi Cuối. Về nghệ thuật, nhìn chung, nhiều tác giả có kỹ thuật viết điêu luyện và chuyên nghiệp, nhiều quyền có chất văn, thơ có tứ, ca khúc có hồn và kịch có hình tượng nhân vật tích cực, giúp cho chất lượng giải năm nay cao hơn các năm trước. Nhận xét chung về các tác phẩm văn xuôi, các tác phẩm văn xuôi dự thi gồm có 2 quyển dài, 21 quyển ngắn và 3 kịch bản. Về nội dung, các tác phẩm văn xuôi dự thi năm nay có nội dung chủ đề đa dạng, trong đó phản ánh những đề tài hiện thực viết về Đức Mẹ, về nạn phá thai, về con đường dẫn đến ơn gọi tu trì. Qua đó đặt nhiều vấn đề trong đời sống xã hội của người Công giáo. Có những quyển viết về các linh mục trẻ dấn thân, vai trò của cha xứ với nạn bạo hành trong gia đình. Bên cạnh đó, vấn đề thời sự 50 năm thành lập giáo phận cũng được trình bày. Về nghệ thuật, nhiều tác giả có kỹ thuật viết vững vàng, nhiều quyền có chất văn chủ động trong việc xây dựng cốt truyện, có khám phá sáng tạo trong cách viết. Nhờ thế, cuộc sống nhà đạo hiện lên khi tỏ khi mờ, nhưng chung quy rất đẹp và sống động. Về truyện dài, thật đáng mừng trong 4 năm giải đặt 3 tác giả viết truyện dài với sức sáng tạo dồi dào. Nếu như năm ngoái xuất hiện tác giả trẻ là nữ tu Maria Hà Thị Lý Diễm với truyện dài những nốt nhạc nên đời, thì năm nay giải lại phát hiện một gương mặt mới là nữ tu Maria Phạm Thị Lành với truyện dài Huỳnh Đề Vàng. Tuy nhiên, vượt lên trên hết vẫn là tác giả Phạm Vinh Sơn với tác phẩm Bé Hai. Về kịch bản, đã có nhiều tác giả từ bút hơn, song thực sự chưa có tác phẩm thành công. Ban tổ chức giải rất mong có nhiều tác giả tham gia viết kịch bản, bởi loại hình này rất cần trong sinh hoạt ở các giáo xứ, nhất là ở những mùa lễ lớn trong năm. Nhưng xét chung về các tác phẩm thơ,
Dự thi thơ năm nay có 33 tác giả với 277 bài thơ. Phải nói rằng thơ là một thể loại có thế mạnh trong giải văn hóa nghệ thuật Đức Mới, cho nên số lượng tác phẩm tham gia phong phú với đề tài đa dạng, bám sát tư tưởng Phúc Âm, có tập Tin Mừng hàng tuần, phản ánh tiếng kêu của thai nhi, có tập Đôi Tay Ấy, và áp dụng Kinh Thánh vào đời sống hiện tại, có tập Linh Mục. Phần lớn các tác giả thơ có kỹ thuật, cảm xúc, ngôn ngữ dạt dào, đã gây ấn tượng với những tứ thơ mới và cách thể hiện là đem lại hứng thú cho người đọc. Nhưng xét chung về ca khúc, có thể nói cùng với thơ thì ca khúc là một thế mạnh của giải văn hóa nghệ thuật Đức Mới. Nếu như năm ngoái chỉ có 31 tác phẩm dự thi thì năm nay đã tăng gấp đôi với 70 tác phẩm. Về nội dung, các tác giả cố gắng theo sát chủ đề trọng tâm hướng về Đức Mẹ Núi Cuối và tạ ơn Hồng Ân Kim Thánh Giáo Phận. Về nghệ thuật, có những tác giả đã cố gắng áp dụng dân ca vào tác phẩm của mình như Mẹ Trên Núi Cuối của tác giả Lâm Hoàng Ân, Đức Nữ Trinh Vương của tác giả Xuân Hầu, và có tác giả tìm tòi những nét nhạc mới phù hợp với giới trẻ hôm nay làm nổi bật chủ đề muốn diễn đạt. Cuối cùng, giải văn hóa nghệ thuật Đức Mới năm 2014 với sự tham gia của đông đảo các tác giả và nhiều tác phẩm như bài ca hay Dành Tặng Ơn Chúa, như Vườn Hoa Đầu Mùa Đầy Hương Sắc Dâng Kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đó cũng là sự đóng góp quý báu của người cầm bút trong công việc chung của giáo phận và giáo hội. Cả giáo phận cũng đang sống năm Thánh Kim Khánh 2015 và đang hướng về công trình xây dựng trung tâm Đức Mẹ Vô Nhiễm Núi Cuối. Ước mong thao thức của Đức Cha Đa Minh hôm nay sẽ tiếp tục có nhiều tác giả đáp ứng tham gia giải văn hóa nghệ thuật Đức Mới năm 2015 để làm nên mùa hoa rực rỡ đầy sắc hương dâng lên Chúa và Mẹ trong năm Thánh Hồng Ân của giáo phận nhà. Trên đây là báo cáo tổng kết giải văn hóa nghệ thuật Đức Mới năm 2014. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Đức Cha và quý vị đã lắng nghe. Chúng con trân trọng kính mời thầy Mikae Bùi Công Thuấn, thư ký Ban Văn hóa Giáo phận Xuân Lộc, lên đánh giá và công bố các giải thưởng văn hóa nghệ thuật Đức Mới năm 2014. Trân kính Đức Cha Đa Minh, kính yêu của Đạo Phật chúng con, trân kính Đức Cha Phụ Tá Giuse, trân kính Đức Ông, trân đại diện Đức Phật, kính thưa quý cha, quý vị, quý khách và các tác giả tham dự giải. Chúng con xin phép được công bố các tác giả, các tác phẩm đạt giải thơ hôm nay. Kính thưa toàn thể cộng đoàn, ở dân tộc Việt Nam mình có truyền thống thơ, có người nói là Việt Nam gồm cửu khúc thơ. Vì trong số các tác giả đạt giải văn hóa nghệ thuật Đức Mới năm 2014 thì có môn thơ 32 tác giả trên thực tế. Và sau đây là các tác phẩm đạt giải. Được giải nhất đọc thơ Tin Mừng Hàng Tuần 52 bài của tác giả Maria Nguyễn Thị Thanh Hương. Giải nhì đọc thơ Đôi Tay Ấy của thầy Tên Phúc Dương Kim Cuối. Giải ba đọc thơ Linh Mục gồm 7 bài của tác giả Nguyễn Văn Tường, đây là nhà thơ Văn Tường đến từ Quy Nhơn. Giải khuyến khích thứ nhất 12 bài thơ 10 thương của tác giả Phaolô Nguyễn Văn Đoan. Giải khuyến khích thứ hai đọc thơ Một Chút Tâm Tình 40 bài của tác giả Maria Võ Thị Loan. Giải khuyến khích thứ ba Một Thoáng Suy Tư 44 bài của tác giả Domenico Nguyễn Quốc Dũng. Chúng con xin tổng đoàn cùng một tràng pháo tay để chúc mừng các tác giả. Vâng, và chúng con cũng xin kính mời các tác giả đoạt giải bộ môn thơ tiến lên sân khấu để nhận giải. Chúng con
con xin chào kính mời Đức cha David Nguyễn Du Diên, giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, đem ra đề cử cho các tác giả đoạt giải của môn thơ. Chúng con xin chào kính mời Đức cha. Thầy Minh Phúc Thư Kim Cuối là tác giả của chương giải từ năm 2012. Các kỹ năng trước thầy đều là giải nhất. Và năm nay thầy tiếp tục với những sáng tạo đặc sắc để tham dự lại. Thì thứ ba là tác giả Martino Nguyễn Văn Tường, nhà thơ Văn Tường đang đứng là chị Minh Đạt ở phía đằng đằng kia. Tác giả từ người đã phát huy nhân văn sáng tạo cái loại thơ phong gian và những tác phẩm của đây là một vinh dự rất lớn lao cho tất cả các tác giả tại đoạt giải này. Một lần nữa, xin một tràng pháo tay thật dài, thật đồng nhiệt để chúng ta chúc mừng cho các tác giả tại đoạt giải của môn thơ. Và chúng con cũng xin hết lòng cảm ơn Đức cha Chánh Nga Minh đã đưa trao phần thưởng cho các tác giả đoạt giải. Chúng ta xin dành một tràng pháo tay thật dài để cảm ơn Đức cha đã hiện diện tại chính sân khấu để trao phần thưởng cao quý này cho các tác giả đoạt giải. Chúng con xin trân trọng kính mời thầy Đức cha được lưu lại để cho các tác giả xin một tấm hình lưu niệm. Xin cảm ơn các tác giả đã đoạt giải. Một tràng pháo tay thật dài và thật đồng nhiệt. Năm nay với tờ thơ Tin Mừng Hàng Tuần gồm 52 bài, chị đã đoạt giải nhất về thể loại thơ. Giờ đây chính tác giả sẽ diễn thơ một bài trong tờ thơ của mình. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Chiếu soi một tình yêu.
Chúng con kính xin Đức Cha vui lòng đứng lại để cho các
20 năm, hạt giống ấy đã trổ xin nhiều phong hạt, đã cho những cuộc gặp bội thu trên cánh đồng truyền giáo của giáo phận. Vũ khúc Đức Mới Nở Hoa do quý vị dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục trình bày sau đây sẽ diễn tả những hoa trái tốt đẹp đã gặt hái được trong hành trình 50 năm qua của giáo phận Xuân Lộc. Thank you.
thật là xuất sắc, thật tuyệt vời, thật công phu và cũng thật nghệ thuật. Quý vị, dòng đức tin Chúa Giêsu linh mục đã cống hiến cho chúng ta một tiết mục múa thật ấn tượng. Một lần nữa xin được chia vui chúc mừng và cảm ơn quý vị quý vị dòng Chúa Giêsu linh mục bằng một tràng pháo tay thật dài. Tiếp theo chương trình là phần trao giải chuyện dài và kịch. Kính mời thầy thư ký ban văn hóa giáo phận đánh giá và công bố các tác giả đoạt giải. Quý thưa cùng toàn thể quý vị, con xin được phép công bố các tác phẩm đạt giải chuyện dài và kịch. Về hai thể loại này đòi hỏi công sức và kỹ thuật viết rất khác với chuyện dài. Phim tác giả Phạm Kim Sơn được giải nhì từ mất 2 năm để hoàn thành tập bản thảo chuyện dài bé hai 2 tập với hơn 400 trang. Chúng ta cũng vui mừng vì trong 4 lần trao giải thì phát hiện được 3 tác giả viết chuyện dài. Đó là Nữ Thu Maria và Thị Diễm Thúy đã in được 2 cuốn chuyện dài công an và Làm Việc Cũng Nhận Trên Đời. Và năm nay chúng ta có thêm tác giả Phạm Kim Sơn và tác giả của tác phẩm Bình Đền Vàng và Bút Hiệp là các vị sinh về giải tượng đài thì không có giải nhất. Chúng con xin công bố giải hai tác phẩm bé hai của tác giả Phạm Minh Phạm Quốc Phương bút danh là Phạm Kinh Sơn theo sự tích toàn. Giải ba là tác phẩm Bình Đền Vàng của tác giả Maria Phạm Việt Anh bút danh các vị sinh trầm nữ tỷ Vi Xu Linh Mục. Riêng về kịch bản có ba tác giả tham gia dự giải, không có tác phẩm nào đạt giải chính thức. Tác phẩm đạt giải khuyến khích là kịch bản Cần Lắm Những Tu Sĩ của tác giả Vinh Sơn Nguyễn Minh Tín, hiện đang học khóa 7 tại trường Việt Nam xem. Xin cộng đoàn có một tràng pháo tay chúc mừng các tác giả. Vâng, xin mời các tác giả đoạt giải tiến lên sân khấu để nhận giải. Chúng con trân trọng kính mời Giang Lưu Xe Nguyễn Văn Tăng, nguyên trưởng ban văn hóa giáo phận lên trao phần thưởng cho các tác giả đoạt giải truyền dài và về. Chúng con trân trọng kính mời Giang. Quỳnh Lê Văn, chuyện bé hai kể lại đời tu của chị bé từ lúc còn là một đứa trẻ lạc loài cho đến khi trở thành nữ tu và được đi học Pháp trở thành tiến sĩ xã hội học. Nữ tu nên trở về phục vụ và đoàn Thiên Chúa và chết vì ung thư. Vở kịch Cần Lắm Tu Sĩ kể chuyện những cám dỗ của luyện khi thi lớp kể cả chuyện đánh bạc chuyện liên tục và sau đó được thầy tu khuyên bảo trở lại đến hai vở kịch thiên tài cuối năm và điều kỳ diệu thì cũng trở lại. Nhắc đến Tân Triều, quê hương của Thánh Phaolô Hạnh, đây là một địa danh không chỉ hấp dẫn chúng ta vì là làng bưởi nổi tiếng. Biên Hòa có bưởi Tân Triều, thoảng trong nắng sớm bao nhiêu hương nồng. Mà với người Công giáo giáo phận Xuân Lộc, khi đến Tân Triều trong năm thánh mừng Kim Khánh giáo phận năm nay, chúng ta không chỉ có cơ hội lãnh được ơn toàn xá mà còn học được tấm gương đức tin uy trung của thánh nhân. Thánh Phaolô Hạnh sinh năm 1827 tại làng Tân Triều, tỉnh Biên Hòa. Lớn lên, cậu cùng hai người anh đến chợ quan Sài Gòn để buôn bán và có lúc đã trở thành đại ca của một trong những băng đảng bất hảo chuyên môn cướp giật. Sống trong tội lỗi với nghề bất lương, anh luôn cảm thấy lương tâm bất ổn vì dù sao anh cũng là người Công giáo. Và hạt mầm đức tin vẫn âm thầm nảy nở trong anh. Trong một lần can thiệp bằng vũ lực giúp lấy lại toàn bộ tài sản của một nghĩa vụ nghèo khó bị đàn em cướp giật, Phaolô Hạnh đã bị chúng trả thù theo luật giang hồ. Thời đó, vua Tư Đức
đang ra lệnh bắt đạo lãnh đạo và chứng tố cáo anh là người có đạo. Cương quyết không bỏ đạo với câu nói rất thời danh: tôi là người công giáo, dù có phải chết tôi cũng không bao giờ bỏ đạo. Phaolô hành đã bị bắt và bị xử trảm ngày 28 tháng 5 năm 1859 tại Chí Hòa, lúc 32 tuổi. Thánh giáo hoàng Pio thứ 10 đã suy tôn chứng nhân Phaolô hành lên hàng chân phước ngày 2 tháng 5 năm 1909. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Vẫn nhận định về Thánh Phaolô hạng sau đây, dầu cái gì dầu mỹ thánh giá Xuân Lộc trình bày sẽ hướng chúng ta đến với tâm tình quý mến và tôn vinh.
Xin cảm ơn quý vị đồng mến khán giả Xuân Lộc đã thể hiện một vở nhạc kịch thật xuất sắc, truyền thể từ đời sống của Thánh Phaolô hay, và làm cho tất cả hội trường chúng ta cảm thấy nóng lên lòng yêu mến Chúa Hội Thánh, và đặc biệt gương đời sống của thánh nhân là thúc đẩy mỗi người chúng ta ngày một yêu mến Chúa hơn. Xin một tràng pháo tay thật dài thật đặc biệt để cảm ơn quý vị đến khán giả Xuân Lộc. Và tiếp theo là phần giao giải ca khúc. Xin kính mời thầy thư ký ban văn hóa giáo hội đánh giá và công bố các tác giả đoạt giải. Thưa quý vị, quý cha, quý đức ông, quý cha của toàn thể quý vị, con xin phép được công bố giải ca khúc. Những năm 2013 có 14 tác giả với ban tổ chức ca khúc dự thi, năm nay có 17 tác giả với 17 ca khúc. Theo đánh giá của ban giám khảo, các thí sinh hôm nay có những cố gắng áp dụng trên ca khúc của mình để đem vào những nét mới phù hợp với chương trình hôm nay. Con xin được hân hạnh công bố các tác phẩm đạt giải. Đạt giải nhất là ca khúc Mẹ Trên Núi Cuối của tác giả Lâm Hoàng Ân, hiện đang là tu sinh và đại diện cho xe. Giải thứ nhì là ca khúc Chuyện Trái Tim Bên Mẹ Bất Minh của tác giả Nguyễn Quang Minh. Giải thứ ba, ca khúc Đức Nữ Trinh Cương của tác giả Mai Xuân Học. Ba giải khuyến khích là Tiếng Kêu của tác giả Hành Nguyên, Xin Tạ Ơn Chúa của tác giả Lê Quang Thông, và Trong Tình Mẹ của tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền. Xin cảm ơn có một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả các tác giả. Xin kính mời các tác giả đoạt giải tiến lên sân khấu. Tiền lợi rất lớn là những hy vọng của lễ hội, vì các tác giả nhạc sĩ trước đây thì đã rất lớn tuổi, và ví dụ như là một cái sự hy vọng đã rất lớn tuổi. Chúng ta bây giờ một cái thế hệ mới xuất hiện từ đại chủ quyền của Sài Gòn, tất cả là một đất. Chúng tôi cũng đến từ đây chúng con xin kính mời Đức ông tổng đại diện vui lòng lắng lại để chụp hình cùng với các tác giả đoạt giải. Xin chúng con cảm ơn Đức ông Vinh Sơn tổng đại diện đã trao phần thưởng cho các tác giả đoạt giải. Chúng con cũng xin cảm ơn thầy Michael Bùi Văn Quấn đã đánh giá và công bố các giải thưởng văn hóa nghệ thuật đích mới năm 2014. Là tình thương khi Chúa vương vơi, ngàn họ ơn bao phủ đất trời, xin tôn vinh mẹ vô nhiễm quy tội, là lời được trích trong ca khúc đoạt giải nhất năm nay. Xin trân trọng giới thiệu ca khúc Mẹ Trên Núi Cuối, tác giả Lâm Hoàng Ân do ca sĩ Tăng Anh Hương trình bày. Thank you.
tưởng và tâm tình của bài ca đạt giải nhất văn hóa nghệ thuật năm 2014. Kính thưa quý vị, năm 2015, năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận Xuân Lộc kỷ niệm 11 năm tấn phong giám mục của Đức Cha Chánh Đa-mi, Ban Văn hóa sẽ phối hợp với Ban Truyền thông tiếp tục tổ chức giải sáng tác văn hóa nghệ thuật đất mới và mong được các tác giả tôn giáo trong và ngoài giáo phận tham gia để mục vụ văn hóa thật sự khởi sắc và phát triển. Và từ đây, chúng con trân trọng kính mời cha Paulo Đoàn Thanh Phong, trưởng ban văn hóa giáo phận, lên công bố thể lệ cuộc thi. Thông báo cuộc thi sáng tác văn hóa nghệ thuật đất mới. Các văn hội kỳ của giáo hội về một vùng văn hóa và các tác phẩm trong cuốn sách đời dân hiến của Đức Cha Đa Minh, Nguyễn Chu Trinh đã khơi gợi ước muốn xây dựng những giá trị văn hóa, nghệ thuật công giáo nơi cộng đồng dân Chúa. Vì thế, Ban Văn hóa kết hợp cùng Ban Truyền thông Giáo phận Xuân Lộc tổ chức giải sáng tác nghệ thuật văn hóa đất mới năm 2015 như sau. Tên cuộc thi: sáng tác văn hóa nghệ thuật đất mới. Chủ đề: ngoài chủ đề về đất mới, giải năm nay còn hướng đến các chủ đề tạ ơn năm Thánh Kim Khánh Giáo phận và Đức Mẹ Vô Nhị Núi Cuối. Đối tượng dự thi: tất cả mọi người trong và ngoài giáo phận có nhiệt tâm với việc xây dựng văn hóa sự sống và tình thương đều có thể tham gia. Thể loại: trong giai đoạn này, cuộc thi giới hạn vào các thể loại sau: thơ, truyện ngắn, truyện dài, ca khúc, kịch bản, văn học. Thể lệ dự thi: tác phẩm dự thi phải là sáng tác của người dự thi, không sao chép từ bất cứ nguồn nào. Tác phẩm chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác. Mỗi tác giả được quyền tham gia nhiều thể loại. Tác phẩm dự thi phải được đánh máy trên khổ giấy A4, in một mặt, kèm theo CD, giấy file văn bản, có tên tác giả, bút hiệu, địa chỉ hành chính, điện thoại, email. Ban tổ chức bảo mật tất cả các thông tin này. Thời gian gửi tác phẩm từ sau ngày ra thông báo này đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2015. Nơi nhận tác phẩm: Ban Văn hóa Giáo phận Xuân Lộc, Tòa Giáo mục Xuân Lộc, 210 Hùng Vương, Xuân Bình, Long Khánh, Đồng Nai, hay gửi về hộp thư VH Đức Mới A Cộng gmail.com. Xin hẹn. Kính thưa quý vị, các tác phẩm đoạt giải thưởng văn hóa nghệ thuật đất mới năm nay đa phần đáp lại lời mời gọi và những thao thức của Đức Cha Chánh Đa-mi xây dựng trung tâm hải hương núi cuối để tôn vinh Đức Mẹ và xin Đức Mẹ thương gìn giữ che chở toàn con giáo phận thoát khỏi những sự dữ và vượt thắng mọi thách đố của thời đại. Và cũng để kết thúc lễ theo dạy, chúng tôi kính mời quý vị cùng đứng lên hướng lòng về núi cuối với nhạc khúc Chiều Trái Tim Bên Mẹ Núi Cuối, tác giả Nguyễn Văn Minh, giải nhì ca khúc năm nay do ca sĩ Quyết Thắng thực hiện. Chiều Trái Tim, chiều tâm lòng, hướng về núi cuối thắm tình. Chiều Trái Tim ta chiều tâm lòng, đừng mẹ vui cho tâm tình. Từng lời kinh khấn cầu hy sinh, ngàn lời ca chúc cùng tôn vinh. Ta ơn mẹ, ta ơn mẹ đã ban xuống mọi ơn lành. Chiều Trái Tim, chiều tâm lòng, hướng về núi cuối thắm.
chiều trái tim và chiều tâm lòng dân mẹ tươi cho tâm tình từng lời kính khấn cầu hy sinh ngàn lời ca chúc phụng tôn vinh tạ ơn mẹ tạ ơn mẹ đã ban xuống mọi ơn dân mẹ với cho tâm tình.